chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hương và Huy. Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ có một cái chuyến tham quan rất là đặc biệt dành cho tất cả mọi người. Hôm nay thì Hương và Huy đi có mặt tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và đây là một cái ngôi trường mà phải nói là rất là sang xịn xịn. Trường gì? Trường Harry Potter. Trường như là một cái gọi là trường Hồng Quốc gì đó mọi người à, rất là sang xịn xịn. Và bây giờ các bạn muốn biết được trường sẽ sang xịn như thế nào thì hãy cùng theo chân Hương và Huy, mình sẽ vào khám phá bên trong trường Đại học Hồng Bàng nha. Sắp nhập học hay gì? Hương sắp nhập học rồi mọi người à. Năm nay là mấy tuổi? Năm nay Hương 18 tuổi rồi. Vô đại học. Vậy là đang đi tham khảo trường rồi các bạn. Năm nay Hương thi được 29,5 điểm. Mọi người ơi, trước mặt Hương và Huy đó là một cái bảng mà gọi là hướng dẫn những cái tầng ở trong này, thì không có khác gì là một cái tin tưởng. Hương cảm thấy giống như là một cái giá rất là 5 sao luôn đó mọi người. Ở trong này sẽ có là mini stop, rồi có cả khu ăn uống nè, rồi có tầng để học, rồi có phòng chơi golf đó mọi người à, có phòng nhạc, phòng thư viện nè, rồi có hồ bơi, khách sạn, phòng tập gym nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào tầng 3 trước đi. Đây là library. Rồi mình sẽ di chuyển bằng thang máy nha mọi người. Các bạn ơi, thì hiện tại thì tụi mình phải nói nhỏ nhỏ thôi, do là mình đang ở trước thư viện. Đây, xin mời các bạn xem. Thư viện của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và bên này sẽ có một chút xíu nữa mình sẽ vô để giới thiệu cho mọi người. Bên này sẽ có một cái máy mua nước đó, để mà mình có thể mua nước. Có một cái máy cà phê này luôn. Và bây giờ Hương sẽ vào bên, Hương phải đi vào bên trong. Và bây giờ tụi mình sẽ không nói gì hết, tại vì phải giữ im lặng. Tại đây thì sẽ có một cái phòng gọi là phòng mỹ thuật á. Ở trong này nhìn rất là sang xịn mịn mọi người. Chờ hơn phải đặt mùi của sơn với lại mùi tượng á, nói chung là rất là đẹp, rất là nghệ thuật đây cho mọi người coi. Đó, mọi người thấy ghê chưa? Muốn đi học liền luôn á. Núi Phan Xi Păng hả? Lan Xi Păng. Nhưng mà rất là đẹp mọi người. Thật là học ở đây rất là đáng đồng tiền luôn á. Hương học đây vì cái sân thượng. Biết tài quá, từ trên sân thượng đi xuống dưới tầng G sẽ có một cái khu ăn uống. Và ở đối diện sẽ có một cái mini stop để cho các bạn học sinh mình có thể ăn, mua đồ ăn. Đây là có một cái thông tin đó. Nói chung là tất cả là nó sẽ gọi là trong nội khu hết á. Và hồi nãy nhìn xuống có một quán cà phê nữa, Huy thấy không? Quán cà phê ở ngoài sân nó cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ mua nước và mình ngồi nghỉ xíu nha. Clip tới đây chắc có lẽ là kết thúc rồi. Đây sẽ là một clip tham quan trường. Ai mà đang có nhu cầu chuẩn bị lên đại học thì các bạn có thể xem ngôi trường này giống như là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho tương lai của chúng ta. Và một điều mà tất cả các bạn phải chọn ngôi trường này là trong ngôi trường này tầng 3 là khách sạn nha các bạn. Qua rồi cái thời sinh viên lén lút. Ai có nhu cầu rút Huy đi ngại Hương. Suốt cái giờ. Thôi, clip tới đây kết thúc rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Giả bộ hát thử rồi, hát thử. Rồi lâu lâu nhìn vô máy rồi. Rồi hát đi. Giả bộ diễn luôn đi.